Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 1381 ngày 13 tháng 11 năm 2024 thi hành kỷ luật đối với ông Trần Ngọc Căng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Theo quyết định này, ông Trần Ngọc Căng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2011-2016, từ tháng 9 năm 2015, nhiệm kỳ 2016-2021, bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, giờ đã có những vi phạm khuyết điểm, trong công tác và đã bị thi hành kỷ luật Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số 1749 ngày 26 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban kiểm tra Trung ương. Theo thông báo của Ủy ban kiểm tra Trung ương chiều 11 tháng 9, Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ngãi các nhiệm kỳ 2010-2015 2015-2020, Ban Cáng sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tổ chức thực hiện một số dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện nhiều cán bộ đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh Quảng Ngãi, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Cơ quan kiểm tra của Đảng kết luận những vi phạm trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lãng phí lớn tiền và tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương đến mức phải thi hành kỷ luật trách nhiệm cá nhân thuộc về một số cán bộ trong đó có ông trần ngọc căng nguyên phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông trần ngọc căng